Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè vừa ký ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu là đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh theo chuỗi giá trị. Đồng thời mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn gắn với chứng nhận chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và công nghệ chế biến bảo quản theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn gắn với đô thị hóa, nâng chất nông thôn mới theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế GRDP khu vực nông nghiệp thủy sản giai đoạn 2021-2025 bình quân đạt 2,5 đến 3%. Tỷ trọng nông nghiệp thủy sản trong cơ cấu kinh tế là 5,6 đến 5,9%. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất với các hình thức hợp tác và liên kết đạt trên 30%. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất theo các quy mô sản xuất tốt hoặc tương đương đạt trên 25%. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 20%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt trên 55% và thu nhập của dân cư nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Tổng nhu cầu kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung trên là hơn 281 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước gần 230 tỷ đồng, nguồn vốn khác từ các thành phần kinh tế, hộ dân là gần 52 tỷ đồng.